Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay là một lời an ủi rất lớn cho mỗi người chúng ta, tôi nghĩ vậy. Tại sao vậy thưa anh chị em? Là bởi vì mỗi một người chúng ta không ai mà không có những cái gánh nặng ở trong cuộc sống này cả. Ở trong đây có ai mà không có gánh nặng không? Từ học sinh cho đến cha, đến mẹ, cho đến thầy cô ở trong này, có ai trong chúng ta mà không có những gánh nặng trong cuộc sống không? Tôi chắc chắn là không. Có nhiều người nói và mấy cha đi tu sướng, chả phải lo gì cả. Có vậy không ạ? Nhà tu cũng có những gánh nặng của nhà tu. Đời vợ chồng, đời sống hôn nhân có gánh nặng của đời sống hôn nhân. Đời sống của cộng đoàn giáo xứ có những gánh nặng của cộng đoàn giáo xứ. Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ để anh chị em thấy rằng ở trong đời tu, ở trong đời sống gia đình chúng ta đều có những gánh nặng, và nhiều khi những gánh nặng đó nó làm cho đời sống của chúng ta cảm thấy nó gọi là chán nản, thất vọng. Tôi có một cha bạn ở bên Houston, vừa mới chịu chức xong thì được Đức Giám Mục bài sai tới một giáo xứ. Vừa mới bước vào trong nhà xứ một cái thì ông vội vàng, ông chạy lên tòa giám mục xin đổi xứ khác ngay. Anh chị em biết tại sao? Tại vì ông cha sở, ông nuôi có 3 con chó, 4 mèo. Bước vô trong đó là ông bị allergy mà nó hôi hám, không thể chịu được. Cái gánh nặng đó là một trong những gánh nặng mà ông không chịu được, cho nên ông phải chạy lên tòa giám mục cho con đổi xứ ngay lập tức. Là bề trên ở các tu viện, ở các nhà dòng cũng vậy thưa anh chị em. Những gánh nặng của vấn đề tài chánh, về vấn đề học phí cho các thầy, có các sơ, rồi những cái bưu bọng ở trong nhà dòng, vân vân và vân vân, đều có hết chứ không phải là những người đi tu là những người không có gánh nặng. Bây giờ nói về gánh nặng của anh chị em là những người cha, người mẹ, tôi nghĩ rằng ở tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta những gánh nặng của chúng ta cảm thấy nó nặng hơn là ở bên Việt Nam. Là bởi vì sanh con ra ở trên cái đất nước này, mình phải lo lắng đủ mọi thứ cả. Nào là học hành, rồi học thêm, rồi đi tham gia nhóm này nhóm kia, phải đưa đón, phải nghĩa là chờ đợi, rất là mệt mỏi. Rồi những cái gánh nặng ở trong gia đình với nhau, nhiều khi lấy phải một đức ông chồng mà ông ấy chỉ ngồi đó ông phán thôi. Ông phán một lời thì linh hồn vợ con dãy đành đạch, không làm cái gì cả, chỉ có ngồi đó phán thôi, chỉ có ngồi đó ăn với nhậu rồi tiêu tiền. Đó là những cái gánh nặng cho những người vợ. Mà không phải là những bà, không phải là gánh nặng cho các ông đâu. Có những ông vào than bảo là chú tôi chán lắm trai, bảo tại sao vậy? Chú tôi bảo nói từ sáng mở mắt cho đến nói đến khi đi ngủ, non stop, càm ràm đủ mọi thứ cả. Nào là điện lên, nào là thức ăn đắt, nào là xăng lên giá, vân vân và vân vân. Rồi những người con trong gia đình cũng thế, có những cái gánh nặng của cha mẹ. Cha mẹ đau yếu bệnh tật, phải chăm lo, phải phụng dưỡng. Học sinh cũng có những gánh nặng của học sinh. Đi học bây giờ không biết là ra trường rồi có việc làm hay là không. Rồi trong suốt thời gian đi học như vậy, đúng nào là phải đi lao động, làm phải đi làm work study để kiếm thêm, để rồi kiếm thêm tiền để mà trả tiền xăng, tiền sách, tiền vở. Nói tắt một lời thưa quý ông bà anh chị em, những cái gánh nặng ở trong cuộc sống của chúng ta không ai là không có cả. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta trước những gánh nặng đó là gì? Chúng ta đã làm gì khi chúng ta đối diện với những cái gánh nặng trong cuộc sống? Gánh nặng của chồng, của vợ, của trách nhiệm, của người đi tu, của con cái, của học sinh, của thầy cô, của những người lãnh đạo. Chúng ta làm gì? Tôi thấy thường người ta có hai thái độ này. Một là chấp nhận. Hai là quẳng gánh lo đi mà vui sống. Mà những cái thái độ chấp nhận không phải là vui vẻ chấp nhận, nhưng mà chấp nhận một cách miễn cưỡng, nghĩa là cũng mang vác những cái gánh nặng đó một cách nặng nề lê thê trong cuộc sống, nghĩa là vừa vác vừa càm ràm, bất mãn hậm hực, rồi than vãn, rồi phiền muộn, lúc nào cũng nhăn nhó buồn rầu, rồi nghĩa là than trời trách đất, mắng ông địa, chửi thiên lôi.
mình vẫn mang vác, mình không vứt đi, nhưng mà với cái thái độ nặng nề, lê thê trong cuộc sống. Và vì thế cho nên cuộc đời của họ không tìm thấy bình an. Cái thái độ thứ hai là của những người gọi là kiếm cách để mà quẳng những gánh lo ra đi. Bây giờ đứa con của mình, bây giờ bắt bác sĩ nó nói là sẽ bị hội chứng đau, rồi phá thai, khỏi phải mang gánh nặng trong cuộc sống. Vợ chồng cãi nhau, vợ chồng không đồng ý với nhau chuyện nọ chuyện kia, vợ nói nhiều, chồng nghĩa là lười biếng, ly dị là xong. Con cái không nghe lời, đuổi nó ra khỏi nhà, chấm hết. Bố mẹ đau yếu bệnh tật, rồi ở tại Oregon này cho cái luật gọi là trợ tử, euthanasia, cho một mũi, thế là đi một cách êm ái, gánh nặng bị quẳng đi. Người Công giáo của chúng ta không chấp nhận hai thái độ đó anh chị em. Cái thái độ thứ nhất là thái độ dại, rất là dại dột, là bởi vì gánh nặng vẫn còn đó mà mình mang vác với một cái thái độ miễn cưỡng thì nó chỉ làm cho gánh nặng của mình thêm nặng nề và những người xung quanh của chúng ta sẽ phải gánh thêm những gánh nặng khác nữa chứ không bớt đi. Quẳng gánh lo đi mà vui sống, quẳng gánh đi bằng cách là ly dị, bằng cách là mình nghĩa là trợ tử, bằng cách là mình nghĩa là phá thai, tất cả những cái đó đều không được chấp nhận ở trong đạo Công giáo của chúng ta. Chúa Giêsu ngày hôm nay trong bài tin mừng chỉ cho chúng ta một cách để chúng ta có thể mang vác được tất cả những cái gánh nặng ở trong cuộc sống của chúng ta, những gánh nặng của trách nhiệm, những gánh nặng của bệnh tật, những gánh nặng của những người thân, những gánh nặng của những người mà chúng ta làm chung với họ. Cái thái độ đó là gì? Hỡi những ai mang vác gồng gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Anh chị em đọc thuộc câu này đi anh chị em. Học thuộc lòng câu này đi, ngắn lắm. Hỡi những ai mang vác gồng gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Cái thái độ khôn ngoan nhất của người Công giáo của chúng ta đó là chúng ta chạy đến với Chúa. Chạy đến với Chúa để Ngài nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Ngài không hứa đến đây rồi Ngài sẽ bỏ những gánh nặng đó đi, nhưng mà Ngài ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta mang vác. Cho nên chúng ta hãy nhớ lấy lời của Chúa và hãy chạy đến với Chúa với một thái độ phó thác. Chạy đến với Chúa qua thánh lễ, chạy đến với Chúa qua những giờ chầu thánh thể. Mà ở đây chúng ta có thánh lễ mỗi ngày, sáng một lễ, chiều một lễ. Thứ sáu chúng ta có chầu thánh thể từ trưa cho đến chiều. Chúng ta có nhà thờ mở cửa suốt ngày để cho chúng ta đến để chúng ta tâm sự với Chúa. Cho nên tôi mời gọi anh chị em là hãy chạy đến với Ngài, cậy dựa vào sức mạnh của Chúa và xin Ngài nâng đỡ cho chúng ta, bởi vì Ngài là người vác những cái gánh nặng một cách chuyên nghiệp. Ngài vác, Ngài bị té, nhưng Ngài đứng lên và Ngài đã vác cho đến cùng. Thế nên chúng ta chạy đến với Ngài là chúng ta sẽ được nhiều lợi ích lắm. Chúng ta chạy đến với Chúa, khóc với Chúa, than với Chúa, không sao cả. Lạy Chúa, gánh nặng của con trong cuộc sống nó quá nặng nề, con không thể nào chịu được nữa, nhưng mà con biết Chúa sẽ nâng đỡ con, Chúa sẽ thêm sức cho con. Và nếu anh chị em đến với Chúa để tâm sự, để xin Ngài nâng đỡ như vậy, tôi cam đoan với anh chị em là những gánh nặng đó, nó vẫn còn đó, nhưng mà nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và chúng ta mang vác những cái gánh nặng đó một cách ý nghĩa hơn. Cũng là một công việc, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra được đây là những cái cơ hội để chúng ta có thể nên thánh, thì nó sẽ trở thành nhẹ nhàng. Thánh Agustino đã nói, nơi đâu có tình yêu thì không có vất vả, mà nếu như có vất vả thì người ta cũng yêu cả những cái nỗi vất vả ấy. Anh chị em có những đứa con bệnh hoạn tật nguyền, mình chăm sóc cho nó, nhưng mà mỗi một lần mình chăm sóc, mình có một cái ý nguyện là Chúa, con dâng những công việc này, tắm rửa lau chùi, tất cả những công việc gánh nặng này lên, để con dâng lên cầu nguyện cho những đứa con ở trong gia đình còn khô khan nguội lạnh. Con dâng lên để cầu nguyện cho ơn gọi đi tu làm linh mục, làm tu sĩ của giáo hội. Con dâng lên để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới này. Nhiều lắm anh chị em, rất là nhiều ý để chúng ta cầu nguyện. Vợ chồng với nhau, chúng ta không có gọi là thuận hòa với nhau, chúng ta chịu khó nhịn nhục lại, Chúa, con đáng nhẽ con phải chửi cho nó đã,
đáng nhẽ con phải nói cho nó sướng cái miệng, nhưng mà con hy sinh cái này để con cầu nguyện cho con của con, cho những đứa cháu của con. Anh chị em hãy dâng lên tất cả những cái đó với Chúa và xin Ngài nâng đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy gánh nặng đó nó sẽ nhẹ nhàng đi. Tôi chia sẻ với anh chị em bằng chính kinh nghiệm của tôi. Là bởi vì là năm 2005 tôi qua bên Đài Loan để mà chăm sóc cho một cha và một thầy ở bên đó. Bị liệt, hoàn toàn không làm được gì hết. 24/24, 7 ngày một tuần. Hễ mà ông cầm còi, ông thổi lên một cái là phải chạy vô phòng để mà lo thử xem có chuyện gì. Mỗi một lần bước vào như vậy, anh chị em biết tôi chỉ muốn đi về, tôi không muốn làm nữa. Nhưng mà về sau này, nhờ một người bạn, một người thầy đã chỉ cho tôi cái cách đó. Và mỗi một lần tôi bước vào, tôi lại dâng lên một ý nguyện. Và thế là công việc đó tôi đã chu toàn được một năm. Thế cho nên anh chị em hãy cố gắng làm sao để trong cuộc sống của chúng ta dâng lên cho Chúa. Chạy đến với Chúa trước thánh lễ, anh chị em đến sớm 5-10 phút. Rồi chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cầu nguyện với Ngài, dâng lên Chúa tất cả những cái đau khổ của chúng ta. Nếu anh chị em làm được như vậy, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và những gánh nặng đó, nó sẽ trở thành những cái vòng hoa cho chúng ta khi chúng ta ra trình diện với Chúa. Đừng bao giờ càm ràm, than vãn, kể lể với những người khác, hoặc là than vãn để làm cho gia đình của chúng ta thêm nặng nề, thêm vất vả. Đừng bao giờ kiếm cách để mà quẳng đi những cái gánh nặng trong đời sống của chúng ta, mà hãy kiên tâm chịu đựng. Kẻ nào bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Và Chúa Giêsu đã hơn một lần nhắc cho chúng ta biết, ai muốn làm môn đệ của tôi thì hãy mang vác thập giá hằng ngày mà theo tôi. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong bất cứ cái tình huống nào để chăng nữa, chúng ta cũng nhớ đến lời của Chúa ngày hôm nay. Hỡi những ai mang vác gồng gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm, để chúng ta biết chạy đến với Chúa. Và như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ mỗi ngày được bình an và hạnh phúc hơn. Amen. Nếu ngày hôm nay có người hỏi anh chị em rằng cái gì là cái quý nhất ở trong cuộc đời này mà anh chị em bỏ hết công, hết sức, hết tài năng ra, hết thời giờ ra để chiếm đoạt được nó, thì cái thứ quý nhất là cái gì? Tiền bạc, danh vọng, chức quyền, đất đai, nhà cửa, xe cộ, những thú vui của rượu bia, của thuốc sái, của cờ bạc, của phim ảnh, là sức khỏe, là tình cảm, là hạnh phúc gia đình, là bằng cấp, là công ăn việc làm. Có phải những thứ đó mà tôi vừa mới nêu ra đó là cái thứ quý nhất ở trong cuộc đời anh chị em không? Nếu anh chị em nghĩ rằng những thứ mà tôi vừa liệt kê ra là những cái quý nhất, thì anh chị em lầm to. Là bởi vì những cái quý nhất nó phải gọi là tồn tại trong cuộc đời của chúng ta vĩnh viễn. Còn tất cả những cái mà tôi vừa mới nêu lên ở đây, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, danh vọng, chức quyền, những thú vui, rồi những cái bằng cấp, những cái danh vọng, rồi công ăn việc làm, tất cả những cái đó nó chỉ có giá trị, nó chỉ quý một đời mà thôi. Chúng ta là những người khôn ngoan, chúng ta phải đi tìm kiếm những gì nó có tính cách đời đời. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta có ở trong cuộc đời này rồi nó cũng sẽ qua đi. Thánh Vịnh 49 câu 11 và 13 đã diễn tả nên cái thực tại của đời sống của con người. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể nào trường tồn. Thật nó chẳng khác chi một con vật ngày kia phải chết. Cái quý nhất, cái mà có giá trị trường tồn nhất đối với mỗi người chúng ta phải là nước trời, thưa anh chị em. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết nước trời giống như một viên ngọc quý. Nước trời giống như một kho tàng chôn ở trong một cái thửa ruộng mà khi người ta phát hiện ra
thì người ta bán đi tất cả để mua lấy cái thửa ruộng đó. Khi nhìn ra cái giá trị của viên ngọc quý, người thương gia đã bán đi tất cả tài sản của mình để mua cho bằng được viên ngọc quý đấy. Nước trời được ví như là một viên ngọc quý, một kho báu. Mà kho báu này nó có tính cách đời đời ở trong cuộc sống của chúng ta. Mà muốn chiếm hữu được nó, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu dạy chúng ta làm hai việc qua bài tin mừng ngày hôm nay. Thứ nhất là phải bỏ công sức ra để đi tìm, đi kiếm. Cái người mà trong dụ ngôn kiếm được, nghĩa là tậu được cái kho tàng ở trong thửa ruộng, không phải ngồi một chỗ mà anh ta phải đi kiếm. Người thương gia đi buôn ngọc quý cũng vậy, phải đi tìm, phải đi kiếm. Giống như những người thương gia và người nông dân ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng phải đi tìm anh em. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói, tiên vàn anh em hãy đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Cái việc thứ hai, tiếp theo cái công việc tìm kiếm, khi mình đã tìm, đã kiếm và đã thấy rồi, thì phải làm đủ mọi cách và phải bán đi tất cả để mua cho bằng được, để chiếm hữu được nước trời. Nói đến tìm, đến kiếm, thì điều trước tiên là mình phải hiểu, mình phải biết về cái giá trị của cái món đồ mà mình đi tìm, đi kiếm. Nước trời cũng vậy, thưa anh chị em. Nếu tôi và anh chị em chúng ta không hiểu được về giá trị cao quý của nước trời, chúng ta không hiểu được những cái benefits mà chúng ta nhận lãnh được khi chúng ta chiếm hữu được nước trời, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chiếm hữu được nó. Đơn giản là bởi vì chúng ta không dám bán đi tất cả để chúng ta chiếm hữu lên nước trời. Những cái kiến thức về nước trời tìm đâu, ở đâu ra? Thưa, ở trong Kinh Thánh. Bởi vì ở trong Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết về giá trị cao quý của nước trời. Ở trong sách Khải Huyền chương 21 câu 4 cho chúng ta biết nước trời là nơi không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ. Có nghĩa là ở đó không có cảnh người bóc lột người, không còn những cảnh gọi là chồng chúa vợ tôi, không còn có cái cảnh gọi là đánh nhau chiến tranh hay là gây ra những cái phiền muộn cho nhau. Ở nơi đó không có nhà thương, không có văn phòng bác sĩ, không có nhà quan. Ở nơi đó chỉ có sự sống mà thôi. Rồi ở trong sách Khải Huyền ở chương 21 câu 27 cũng cho chúng ta biết ở nơi đó là một nơi hoàn toàn dành cho những người gọi là sống thanh sạch. Những gì ô uế cũng như những điều ghê tởm và ăn gian nói dối không có ở trong nước trời. Và ở trong nước trời, ở nơi đó là một nơi mà có Thiên Chúa ngự trị. Mà ở đâu có Thiên Chúa ngự trị thì ở đó có tình yêu, có ánh sáng và không có những bóng tối của sợ hãi, những bóng đêm của gian dối, của nghĩa là áp bức nhau. Thế nên nếu mà muốn tìm hiểu về giá trị cao quý của nước trời, điều trước tiên tôi và anh chị em chúng ta phải tiếp cận với Kinh Thánh, phải đọc Kinh Thánh anh chị em. Đọc rồi chưa đủ mà chúng ta còn phải đi tìm hiểu thêm, chúng ta cần phải nghiên cứu về Kinh Thánh để nhận ra cái chân giá trị của nước trời. Và khi chúng ta nhận ra giá trị đó rồi thì chúng ta sẽ bước đến một bước thứ hai, tức là bán tất cả để mua cho bằng được nước trời. Nói đến việc bán, nói đến việc mua thì chúng ta phải hiểu rằng khi mình muốn mua cái gì thì mình phải bỏ một cái gì đó thì mình mới có thể lấy được một cái khác. Bây giờ anh chị em và tôi, khi chúng ta đi ra ngoài lao động, chúng ta phải bỏ sức ra, bỏ tài năng ra, bỏ thời giờ ra để làm. Rồi sau đó mình nhận lại cái gì? Nhận lại tiền. Rồi sau đó mình lại bỏ tiền ra để mà mình mua lấy nhà cửa, mua lấy xe cộ, mua lấy cơm ăn áo mặc. Nước trời mà mình muốn mua được, mình cũng phải bỏ anh chị em. Chúng ta bỏ, phải bỏ nhiều thứ lắm. Mà Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết những cái mà chúng ta phải bỏ thì chúng ta mới nhận được nước trời. Bỏ cái gì? Bỏ đi những cái tính ích kỷ, kiêu căng, tự mãn, ghen ghét, giận hờn, thù oán, những cái đam mê bất chính, những tính hư nết xấu như là cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, coi những cái hình ảnh dâm ô ở trên Internet. Muốn vào được nước trời, chúng ta phải trở nên như trẻ thơ. Rồi muốn vào được nước trời, chúng ta phải
gọi là thực thi cái tám mối phúc thật. Phúc cho ai có lòng thương xót người vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho ai có lòng trong sạch vì nước trời là của họ. Cho nên muốn chiếm hữu được nước trời, tôi và anh chị em phải bỏ nhiều lắm. Chưa hết, Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta là hãy bỏ đi những cái tính gọi là hay phê bình, hay chỉ trích người khác, hay lên án người khác. Anh em đong bằng đấu nào thì anh em sẽ được chính Chúa đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Anh em có lòng thương xót thì anh em sẽ được Thiên Chúa xót thương. Nếu mình có cái tính gọi là hay phê bình chỉ trích người khác, mình có cái tính là hay chẻ sợi tóc làm tư, lúc nào cũng bắt lỗi người khác, thì bỏ đi cái tính đó thì mới mong được vào nước trời. Còn nếu mà mình không bỏ được những cái tính đó thì không bao giờ mình có thể vào nước trời, bởi vì ở trong nước trời không chấp nhận những người có những cái tính hư nết xấu đó. Anh chị em và tôi cũng bỏ thời giờ. Bỏ thời giờ ra để làm gì? Để chúng ta thăm viếng, an ủi, nâng đỡ những người đau yếu, bệnh tật. Chúng ta bỏ thời giờ ra để chúng ta đến thăm ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, những người đang nằm ở trong viện dưỡng lão, ở trong bệnh viện, hoặc là đang nằm ở trên giường bệnh. Mình bỏ thời giờ ra để mà mình đến tham gia vào trong những cái hội đoàn ở trong giáo xứ này, để mình phục vụ lẫn nhau. Bởi vì ở trên nước trời chỉ là tình yêu và phục vụ bác ái mà thôi. Cho nên tham gia vào trong nhóm thăm viếng bệnh nhân, mình đi thăm những người đau yếu bệnh tật, là lúc đó chúng ta đang chiếm hữu được nước trời, thưa anh chị em. Bỏ thời giờ ra để tham gia vào trong như là trường giáo lý Việt ngữ, để chúng ta dùng tài năng cũng như những kiến thức của chúng ta giúp cho những thế hệ sau này. Đó là cách để chúng ta bỏ để nhận lại được nước trời. Anh chị em tham gia vào những cái hội đoàn ở trong giáo xứ này, để anh chị em có cơ hội để chúng ta bỏ đi những cái gọi là tính ích kỷ. Bởi vì khi chúng ta tham dự vào các hội đoàn là lúc đó chúng ta phải quảng đại, chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải phục vụ lẫn nhau. Anh chị em cũng phải bỏ tiền, bỏ của ra để chúng ta xây dựng cái giáo xứ này mỗi một ngày được vững mạnh, để giúp cho giáo hội có phương tiện để truyền giáo, để giúp cho các dòng tu có phương tiện để đào tạo linh mục. Khi chúng ta biết bỏ đi, khi chúng ta biết trao đi, thì lúc đó ngày sau hết chúng ta sẽ nhận lại được, và nhận được là phần thưởng nước trời. Anh chị em không tin cứ mở chương 25 của Tin Mừng Thánh Matthew ra thì anh chị em sẽ thấy. Ngày sau hết Thiên Chúa chỉ xét xử chúng ta dựa trên những gì chúng ta cho đi mà thôi. Hỡi những người được Cha ta chúc phúc từ thuở tạo thiên lập địa, hãy vào hưởng vương quốc mà Cha ta đã dọn sẵn cho các ngươi. Vì khi xưa ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta trần truồng các ngươi đã cho ta mặc, ta đau yếu tù đầy các ngươi đã đến thăm viếng. Thế cho nên muốn chiếm hữu được cái kho tàng nước trời, chỉ có một điều duy nhất là tôi và anh chị em phải bỏ. Bỏ thì mới nhận được. Đó là chân lý. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng ta, để chúng ta bắt chước vua Salomon trong bài đọc một ngày hôm nay. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, để chúng ta biết nhận ra đâu là những giá trị chân thật của nước trời, để chúng ta nhận ra đâu là những giá trị giả tạo của những cái kho báu ở trần gian này. Và xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm, để chúng ta dám bỏ đi tất cả, để chúng ta chiếm hữu được phần thưởng nước trời. Bởi vì sau khi chúng ta qua đi, tất cả chúng ta sẽ phải để lại ở thế gian này hết. Hãy dùng những của cải bất chính ở đời này để mua lấy bạn bè, để ngày sau hết khi anh em vào cõi đời đời, bạn bè sẽ chuẩn bị cho anh em chỗ ở trên thiên quốc. Anh chị em hãy cố gắng làm đủ mọi cách để chúng ta đầu tư vào trong công việc mua nước trời. Cái công việc đầu tư này chỉ có lời, không bao giờ có lỗ. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, hôm nay bài Tin Mừng nhắc nhở cho chúng ta về cái bổn phận và là trách nhiệm mỗi người chúng ta nhận được ánh sáng của Đức Giêsu Kitô khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và mệnh lệnh của Chúa Giêsu ban cho chúng ta là chúng ta phải đem ánh sáng đó ra để chiếu rọi trước mặt thiên hạ. Ngài muốn chúng ta làm những việc lành
để những việc lành đó phản ánh lên tình yêu thương của Thiên Chúa đã và đang gửi đến những người xung quanh chúng ta. Chúa Giêsu nói, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ để họ thấy những việc lành anh em làm mà tôn vinh Cha anh em đấng ngự trên trời. Cái câu hỏi tôi muốn mời gọi quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay, những việc lành là những việc gì vậy? Xem ra quá dễ phải không ạ? Những việc lành là những việc mà chúng ta đọc hàng ngày trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc. Và những cái phúc đó nó ở trong bài đọc 1 mà tiên tri Isaiah nói đến, chúng ta vừa mới nghe. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta nói đến việc lành thì chúng ta thường nghĩ đến những cái chuyện mà to lớn, và ít khi chúng ta nghĩ đến những cái việc lành nho nhỏ trong đời sống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng những việc lành của chúng ta làm là những việc lành, những cái niềm vui mà chúng ta đem lại cho người khác. Anh chị em suy nghĩ một tí sẽ thấy tất cả những công việc bác ái, dù lớn dù nhỏ, chúng ta đều đem lại niềm vui cho những người mà chúng ta làm ơn cho, đúng không ạ? Bất cứ việc nào cũng có cái niềm vui ở trong đó. Cái người nhận là cái người luôn luôn nhận được niềm vui, và cái người cho cũng nhận được cái niềm vui khi mình cho đi. Ngày 26 tháng 1 năm 2015, dân Mỹ này sửng sốt vì một người Việt Nam, một ông cụ 87 tuổi, ông tên là Nguyễn Văn Mạnh. Lúc đó ông ở trong nhà dưỡng lão ở Maryland, ở Baltimore, Maryland. Ông trúng Megabore 184 triệu. Mà người ta sửng sốt ở cái chỗ là ở trong khoảnh khắc, chỉ trong một ngày ông có tiêu hết 184 triệu. Anh chị em tin không? 184 triệu mà tiêu trong một ngày. Nghe đây, ông có tiêu như thế nào? 100 triệu ông ấy tặng cho quỹ bác ái, quỹ phúc lợi ở tại Hoa Kỳ này. 80 triệu ông ấy đem lập một cái hội ở Việt Nam lấy tên là hội mua lại những phụ nữ đã bị bán, cung cấp việc làm cho những phụ nữ đó, mua họ lại rồi cung cấp việc làm và cho một số vốn về làm ăn. Còn 4 triệu nữa ông làm gì anh chị em biết không? Khi nhà báo phỏng vấn ông nói như thế này, ông nói như mếu. Tôi trích nguyên văn: tôi còn một thằng con trai, vợ chồng tôi cùng thằng con trai vượt biên. Chẳng may trên đường vượt biên, vợ tôi bị hải tặc bắt đi mất tích. Hai bố con tôi sống với nhau. Khi nó tốt nghiệp đại học lấy vợ, không biết con vợ nó xúi bẩy làm sao mà nó cứ nằng nặc khuyên tôi nên vào nhà dưỡng lão. Tôi đã cho chúng căn nhà rồi vào đây. Mà nghĩ cho cùng, nước mắt có bao giờ chảy ngược? Chúng bất nhân, sao cha mẹ lại bất nghĩa được? Còn 4 triệu tôi sẽ cho chúng nó hết. Ông Tom Christ, cư dân ở Alberta, ở Canada, ông trúng 40 triệu. 40 triệu đó ông ấy cho hết tất cả các cơ quan thiện nguyện, và đặc biệt là cái bệnh viện mà nơi vợ ông ấy đã trị ung thư, mà bà đã qua đời vì ung thư, cho họ để họ dùng cái số tiền đó nghiên cứu để kiếm ra những cái kết quả để mà trị bệnh ung thư. Và con cái của ông Tom đã đồng ý với bố của mình, không phiền hà mà cũng không xin ông một xu nào cả. Anh chị em thấy, làm việc bác ái là đem lại niềm vui cho người khác. Thế bây giờ tôi và anh chị em có thể đem niềm vui cho người khác được không ạ? Được không ạ? Được, mình không có khả năng làm những việc lớn lao như ông Mạnh, cho một lúc 184 triệu. Mà không biết chúng ai dám cho không ấy chứ. Mình không làm được như ông Tom Christ. Nhưng mà tôi và anh chị em, chúng ta có thể đem lại những cái niềm vui nho nhỏ cho người khác, và đó chính là những việc lành đó anh chị em. Mình đừng nghĩ tới những chuyện gì cao siêu, mình đừng nghĩ đến những cái chuyện gì nó to lớn, mà khả năng của tôi và anh chị em, chúng ta có thể đem những cái niềm vui nho nhỏ, làm những việc lành nho nhỏ đó cho những người xung quanh. 13 năm trong thiên chức linh mục, tôi đã thấy và đã chứng kiến nhiều người đã và đang làm những công việc lành nho nhỏ đó, và những cái niềm vui đó họ đem lại cho người khác
tuy nhỏ nhưng mà nó rất là lớn. Ở tại giáo xứ này thôi, không ở đâu xa, có những ông bà, có những anh chị em đã và đang làm những công việc thiện nguyện. Và tôi thấy cứ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi chủ nhật thì ở dưới nhà bếp ở dưới đó, thì tôi thấy bà con lại, người thì nhặt rau, người thì nhồi bột, người thì làm bánh, người thì làm cái nọ cái kia, rất là vui. Rồi những anh chị em trong các ban ngành đoàn thể, những anh chị em trong ban phụng vụ, trong ban thăm viếng bệnh nhân, họ đi thăm các bệnh nhân, họ đem mình thánh tới cho họ, đem cái niềm vui nho nhỏ tới cho những người đang nằm ở trên giường bệnh. Rồi những anh chị em trong ban an ninh, những thầy cô dạy trong trường giáo lý Việt ngữ, rồi phụ huynh học sinh, rồi anh chị em bán script chẳng hạn. Tôi thấy họ là những người mà đem những cái niềm vui nho nhỏ cho anh chị em của chúng ta ở trong giáo xứ này. Và những cái niềm vui nho nhỏ đó là những cái việc lành đó anh chị em. Như hôm Giáng sinh vừa rồi, các em thiếu nhi hát Christmas Carol. Các em đứng ở ngoài lạnh lắm. Tôi mới hỏi các em là tụi con đứng về có lạnh không? Bảo chứ lạnh chứ cha. Nhưng mà sao lạnh mà hát được? Lạnh nhưng mà nó vui. Mà tại sao vui? Mà thấy người ta cho tiền vui. Mà thiệt anh chị em, các em nó thấy bà con tới cho tiền các em nó hát mà nó rất là vui, là bởi vì những cái đồng tiền đó không phải là cho các em, nhưng mà đồng tiền đó nó giúp cho những người phụ nữ đang có cái ý định phá thai mà giáo phận muốn cưu mang những em nhỏ đó. Cho nên các em nó thấy được những cái niềm vui đó, anh chị em giúp cho các em đó, là anh chị em đang đưa những cái gọi là niềm vui đến cho các em. Các em lại đem cái niềm vui đó cho những cái bà mẹ, nghĩa là đang kém may mắn. Anh chị em thấy ban an ninh chẳng hạn, ở đây mình đang ngồi ở trong nhà thờ như thế này, họ ở ngoài phải đội mưa, họ phải đi coi xe cho mình, rồi họ còn phải nghĩa là chịu hàng xóm mắng vốn nữa. Đấy, những cái niềm vui nho nhỏ đó, thưa anh chị em, tôi và anh chị em có thể làm được chứ không phải không. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, nếu hôm nay anh chị em đồng ý với tôi rằng những cái việc lành là những cái công việc nho nhỏ, những cái niềm vui nho nhỏ mà chúng ta làm hàng ngày, chúng ta đem đến cho nhau, và nhờ những việc lành đó mà người ta nhìn ra Đức Giêsu Kitô ở trong chúng ta, nhìn những cái việc lành mà chúng ta làm cho nhau, người ta nhận ra được Đức Giêsu Kitô còn đang sống ở thế gian này, thì tôi xin đề nghị với anh chị em là chúng ta cố gắng hết sức mình của chúng ta, và chúng ta cố gắng làm mỗi ngày, đem lại những cái niềm vui nho nhỏ cho những người xung quanh, bắt đầu từ những người trong gia đình của mình, là cha là mẹ. Anh chị em cố gắng nói với con mình, với cháu mình những cái lời nói động viên khuyến khích, đó là chúng ta đang đem niềm vui cho các em. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là nó đem cái grade report về, mình thấy tháng trước nó đang là cái điểm 100 chẳng hạn, tháng này nó tụt xuống 80, mình có thể đem lại niềm vui và khuyến khích cho nó bằng cách nói: ồ con này, ba biết là tháng sau con sẽ được 100, bà tin là như vậy. Chứ mình đừng có nghĩa là làm tắt đi cái niềm hy vọng của nó. Vợ chồng trong gia đình với nhau, hôm vừa rồi trời đông đá như vậy chắc thế nào cũng có nhiều người bị đụng xe. Nếu mình thấy rằng nghĩa là mình cần phải đem lại những niềm vui cho nhau, thì nói những lời động viên khuyến khích: bị đụng xe rồi, xe cũng đã hư rồi, đằng nào mình có bảo hiểm, mình mua bảo hiểm để làm gì? Thì thôi mình nói với nhau những cái lời động viên, những cái lời an ủi: thôi em, thằng nào xe cũng đụng rồi, thôi bây giờ để bảo hiểm nó lo, tại sao mình phải lo chi vậy? Đấy, đem lại niềm vui cho nhau là như vậy, thưa anh chị em. Rồi anh chị em đi đến nhà thờ, anh chị em chịu khó đến sớm, anh chị em đậu xe cho nó đúng nơi, đúng chỗ, mình đừng có block cái driveway của người ta, thì như vậy hàng xóm họ mới vui. Chứ bây giờ đó, hàng xóm tôi không biết là nghĩa là ở đây bao nhiêu năm nay rồi mà chúng ta cứ bị cái problem này hoài. Họ nhìn thấy người Việt là họ đã thấy nổi da gà rồi, họ thấy chán rồi, nhìn mấy này là biết là xe mình đậu không được rồi. Đấy, cho anh chị em đem cái niềm vui lại cho ban an ninh, là bởi vì nếu chúng ta đậu đúng nơi đúng chỗ, anh chị em ban an ninh không có bị mắng vốn, không có bị chửi. Rồi ở trong giáo xứ này, anh chị em nghĩa là nói những lời cảm ơn tới những người thiện nguyện viên. Có thể anh chị em vì bận rộn không có làm được những cái công việc như họ, nhưng mà nếu anh chị em để ý thấy chẳng hạn như ca đoàn hát, mình xuống mình khen ngợi một câu: hôm nay hát hay, hôm nay hát rất là nghĩa là làm cho tôi được nghĩa là sốt sắng thêm, thì như vậy là anh chị em đang đem niềm vui lại cho những anh chị em ca đoàn. Có phải vậy không ca đoàn? Đúng quá đi chứ này. Rồi các thầy cô anh chị em,
họ vất vả, họ lo cho con em của mình. Nếu mình một lời cảm ơn họ, hoặc là mình động viên họ, hoặc là mình thăm hỏi họ, đó là những cái cách để chúng ta có thể đem lại niềm vui cho người khác. Những cái việc lành đó anh chị em. Và khi làm những cái việc lành đó, anh chị em cố gắng chúng ta để ý một chút. Những cái ví dụ rất cụ thể thôi. Anh chị em vào trong nhà thờ chẳng hạn, tôi thấy buổi sáng này có một người đi vào, nghĩa là tay thì cầm dù, tay thì nghĩa là có đứa con bên này, rồi có một người chạy lại mở cửa ra cho chị ấy bước vào. Trời, tôi thấy mặt chị ấy tươi lắm, vui lắm, vì có người giúp mình. Mình gặp một ai đó đang cần sự giúp đỡ, mình đưa tay ra nâng đỡ. Rồi anh chị em ở trong nhà thờ này, anh chị em mà đi vào trong nhà thờ mà ngồi trong này là mấy ông Kha Lôn Bố và vui lắm, bởi vì ông mời được người ta vô ngồi là hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, chúng ta để ý một chút thôi anh chị em. Lễ xong rồi, anh chị em đem con, đem cháu, hoặc là mình đến mình thăm bố, thăm mẹ, mình đến thăm ông bà của mình, hoặc là những người thân đang nằm ở bệnh viện hay là đang ở các nhà dưỡng lão. Đấy, mình đem niềm vui đến cho họ. Và nhất là các bạn trẻ, nếu các bạn chịu khó đi lễ, đi xưng tội và rước lễ, ba má, ông bà ngồi bên dưới nhìn thấy các bạn lên rước lễ, đi xưng tội, đi lễ, tôi bảo đảm các bạn là các ngài vui vô cùng. Chính bản thân tôi cũng cảm nghiệm được chuyện đó. Có nhiều khi có những thanh niên mà nghĩa là tôi gặp gỡ rồi quay trở lại xưng tội rồi lên rước lễ, tôi trao mình thánh mà tôi muốn rớt nước mắt. Bỏ bao nhiêu là năm trời, bây giờ quay lại với giáo hội, mừng lắm, vui lắm. Cho nên chúng ta cố gắng tạo cho nhau những cái niềm vui nho nhỏ đó, là lúc đó chúng ta đang làm những việc lành. Mà khi chúng ta làm những việc lành như vậy, tiên tri Isaiah trong bài đọc 1 khẳng định với chúng ta ba điều. Điều thứ nhất là chúng ta sẽ được Thiên Chúa chữa lành, bảo vệ và chở che. Tôi xin đọc lại lời của tiên tri Isaiah trong bài đọc 1. Khi chúng ta làm việc lành thì Ngài nói rằng ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Tức là cái công việc lành của chúng ta làm là ánh sáng, và ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Khi chúng ta làm việc lành phúc đức, khi chúng ta đem niềm vui lại cho người khác, là lúc đó chúng ta được Thiên Chúa bảo vệ, chở che và gìn giữ mình. Cái lợi thứ hai mà tiên tri Isaiah nói, khi tôi và anh chị em chúng ta làm những công việc lành, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Thiên Chúa đoái nhận. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Và khi tôi và anh chị em chúng ta làm những công việc lành, thì lúc đó chúng ta đang làm cái nhiệm vụ truyền giáo. Chúng ta giới thiệu Chúa đến cho người khác. Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta là khi anh em làm những việc lành thì người ta sẽ nhìn thấy những việc lành của anh em làm mà ngợi khen cha anh em là đấng ngự trên trời. Chúa Giêsu đã phán, nếu anh em làm cho một người bé mọn nhất này, dù là một công việc bé nhỏ thôi, là anh em đang làm cho chính Thầy. Chúng ta cố gắng nhớ lời của Chúa Giêsu. Khi chúng ta làm những công việc lành là chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Và khi chúng ta làm việc lành là chúng ta đang làm chính cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria là đấng luôn luôn đem lại những cái niềm vui cho người khác, cụ thể là bà Isabel, là đấng đã luôn luôn làm những công việc lành ở trong cuộc đời của Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, soi sáng để mỗi một người chúng ta luôn luôn biết đem những niềm vui nho nhỏ đến cho những người xung quanh, để rồi người ta nhìn thấy những công việc lành chúng ta làm mà ngợi khen cha chúng ta là đấng nhân lành ở trên trời. Amen. Tôi thích cái GPS lắm anh chị em, là bởi vì không có khi nào mà đi ra khỏi nhà mà tôi không có cái GPS cả. Cái GPS mà chúng ta thường dùng đó, nó có tên là Global Positioning System. Nó là cái thiết bị định vị toàn cầu. Khi có cái GPS thì thứ nhất là tôi thấy nó rất là rõ ràng, chỉ cho tôi biết đường nào và kể cả biết thời gian bao nhiêu nữa. Rồi khi có cái GPS thì tôi thấy rất là an tâm, là bởi vì lúc nào mà tôi đi lạc là cái GPS lập tức bắt tôi quay trở lại, không có để cho tôi đi lạc quá xa. Và cái thú vị thứ ba đó là cái GPS đó nó rất là kiên nhẫn, và tôi thấy tuyệt đại đa số chỉ có giọng các bà thôi, không có giọng các ông. Tôi biết tại sao vậy không ạ?
Bởi vì nếu mà giọng các ông thì nói 5 phút là nghỉ rồi. Cái GPS mà tôi muốn nói với anh chị em ở đây là GPS là Giê-xu phục sinh này. Có những cái chức năng nó cũng nghĩa là tuyệt vời hơn là cái GPS mà chúng ta thường dùng. Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và chính Ngài là con đường và Ngài là người chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta đi đến cái cùng đích mà chúng ta đang mong mỏi, đó là thiên quốc. Khi chúng ta có Chúa Giê-xu phục sinh với mình thì mình sẽ không bao giờ lo lạc đường, là bởi vì Ngài sẽ liên tục nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta đi quay trở về với con đường mà Ngài đã chỉ, đã dọn sẵn cho chúng ta. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy. Đó là cái điều mà chúng ta ước mơ, đó là cái điều mà chúng ta hy vọng. Nhưng mà trong thực tế, chúng ta lại không có đi theo cái con đường của Chúa chỉ cho chúng ta, mà chúng ta muốn đi theo cái con đường của mình. Vì thế cho nên ngày hôm nay lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết Chúa Giê-xu chính là con đường đích thực, và chỉ có một con đường duy nhất này mới dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời mà thôi. Và khi đi trên con đường của Đức Giê-xu Kitô, chúng ta cần phải lắng nghe cái sự hướng dẫn của cái GPS này. Bởi vì nếu chúng ta không lắng nghe thì chúng ta sẽ không thể nào đi đúng đường và đến nơi được. Và một trong những cái phương tiện mà Đức Giê-xu Kitô dùng để nhắc nhở cho chúng ta, những phương tiện đó, những trung gian đó là mẹ giáo hội, là các đấng lãnh đạo ở trong giáo hội này, Đức Giáo Hoàng, các Đức Hồng Y, các Linh Mục, thầy cô của chúng ta, cha mẹ của chúng ta. Nói đến cái GPS, nói đến cái chức năng của cái GPS mà chúng ta thường dùng, thì tôi liên tưởng đến cái GPS là chính người mẹ của chúng ta. Mẹ của chúng ta có những cái đặc điểm giống như là cái GPS vậy, không biết anh chị em có để ý được không? Mẹ là người hướng dẫn, chỉ cho chúng ta đi con đường mà Chúa muốn. Ngay từ tấm bé là mẹ đã dạy cho con biết, con làm dấu đi con. Mẹ dạy cho con biết, con ạ Chúa đi, con ạ Đức Mẹ đi. Có phải vậy không ạ? Người mẹ là người hướng dẫn cho chúng ta ngay từ tấm bé về con đường đạo đức. Rồi khi chúng ta lớn lên, mẹ là người nhắc nhở, con ơi con đừng có đi hôm đi khuya, con chọn bạn mà chơi, đừng có lười biếng, hãy siêng năng làm việc để lấy của nuôi thân. Tất cả những cái lời mà mẹ nhắc nhở cho chúng ta, đó chính là lời của Thiên Chúa. Và khi chúng ta đến với Thánh Đường, khi chúng ta đến với giáo hội, thì mẹ giáo hội qua môi miệng của Đức Giáo Hoàng dạy dỗ hướng dẫn chúng ta qua cuốn giáo lý công giáo. Các đức giám mục là những người chịu trách nhiệm về phần hồn của chúng ta. Các ngài liên tục gửi những cái thư luân lưu để gửi đến các giáo xứ để chúng ta nghe và vâng theo mệnh lệnh của giáo hội qua môi miệng của Ngài. Vì thế cho nên ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta hãy cố gắng làm sao đó để chúng ta biết lắng nghe Đức Giê-xu Kitô phục sinh, những lời dạy bảo hướng dẫn của Ngài qua môi miệng của mẹ giáo hội, qua mẹ của chúng ta và qua những người có trách nhiệm giáo dục chúng ta. Hôm nay là ngày lễ hiền mẫu, là ngày mà thế giới phương Tây này vinh danh những người mẹ. Tôi xin dùng những giây phút này để nhắc nhở cho tất cả những người con về bổn phận và trách nhiệm của mình. Cái bổn phận làm con là phải hiếu thảo với cha mẹ. Đây không phải là một cái truyền thống của người Á Châu, cũng không phải là một thói quen của người Việt Nam, nhưng đây là mệnh lệnh của Thiên Chúa. Nói một cách vắn tắt, đó là thiên luật. Điều răn thứ tư, hãy thảo kính cha mẹ. Bởi vì khi chúng ta không thảo kính cha mẹ thì chúng ta phản lại lời dạy dỗ của chính Thiên Chúa. Sách Lê-vi chương 19 câu 3 đã nói như thế này: mỗi người trong các ngươi phải thảo kính cha mẹ, bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử, nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu đổ xuống đầu nó.
Sách Huấn Ca cũng khuyên tất cả những người con là: con ơi, hãy săn sóc cha mẹ khi các ngài đến tuổi già. Bao lâu các ngài còn sống, chớ làm các ngài buồn tuổi. Các ngài có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ các ngài. Bổn phận của người con là phải hiếu thảo với cha mẹ. Đó là cái điều cha mẹ thì sẽ lãnh nhận được những ân phúc từ trời, được hạnh phúc ngay ở đời này và ở đời sau. Không phải tôi nói mà là Kinh Thánh nói. Ở trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô tông đồ đã khẳng định vui và hạnh phúc ở ngay đời này. Kẻ làm con hãy vâng lời, hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Cái phúc lợi thứ hai mà những người con hiếu thảo nhận được, đó là những lời cầu nguyện của mình sẽ được Thiên Chúa lắng nghe. Sách Huấn Ca chương 3 câu 3 đến câu 4 xác định điều này: ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Khi cầu nguyện, họ sẽ được Thiên Chúa lắng nghe. Và sách Huấn Ca lại tiếp tục nói cho chúng ta biết là khi chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta. Hãy thảo kính cha mẹ bằng lời nói, việc làm, để nhờ người mà các con được chúc phúc. Bằng lời nói, việc làm, chứ không phải chỉ bằng môi, bằng miệng. Nếu ngày hôm nay là ngày mà chúng ta vinh danh những người mẹ, thì cũng là cái ngày nhắc nhở cho mỗi một người con trong gia đình và con cái của mẹ giáo hội là hãy hiếu thảo, hãy kính trọng và hãy vâng lời cha mẹ của mình. Những ai còn có mẹ đang sống với mình, hãy cố gắng làm cho mẹ mình vui, vâng lời mẹ mình, làm một cái gì đó để cho mẹ của mình vui ngày hôm nay và trong những ngày tháng sắp tới. Mà một trong những niềm vui mà những bà mẹ phải nói là rất là vui khi mà thấy con của mình sống đạo cho nó đàng hoàng, đi lễ, đi lạy, rồi đi xưng tội, siêng năng rước lễ. Tôi bảo đảm với các bạn, khi mà mẹ của mình ngồi ở dưới đó mà thấy mình bước lên trên này rước lễ thì mẹ của mình vui lắm, bởi vì mẹ biết chắc rằng mình đang sống trong ơn nghĩa của Chúa. Ngày hôm nay những người mà mẹ còn sống, hãy cố gắng đến thăm hỏi, mua một bó bông, giáo xứ có bán hoa cuối nhà thờ, rồi mình lại mình giúp đỡ cho mẹ mình ngày hôm nay, nói những điều mà nếu chúng ta vấp phạm xin lỗi mẹ. Còn nếu mẹ mình đã qua đời, trong tháng hoa này chúng ta hãy siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho linh hồn của mẹ mình, đi ra thăm mộ. Còn những ai mẹ đang yếu đau, hãy cố gắng thường xuyên đến thăm hỏi, đừng có để một năm một vài lần mới đến. Khi mẹ còn ở trong các nhà dưỡng lão, hãy thường xuyên đến chăm nom, nấu một nghĩa là chén canh, một chén cháo đến cho mẹ của mình. Làm những công việc đó đi anh chị em, mẹ mình sẽ vui trong ngày hôm nay. Quan tâm tới cha, tới mẹ của mình, đừng có để các ngài phải nghĩa là đau khổ. Bởi vì có những người cha, người mẹ đang sống trong những cảnh rất là buồn sầu, bởi vì con cái chẳng ngó ngàng gì tới, miếng ăn cũng không lo, rồi cái chỗ ăn, chỗ ở nó chẳng ra làm sao cả. Mùa hè thì nóng, mà mùa đông thì lạnh, không có đủ những cái gọi là điều hòa không khí cho cha mẹ của mình. Cho nên là những người con hãy cố gắng quan tâm tới cha mẹ. Tôi nói với các bạn điều này là bởi vì tôi đã nghe rất nhiều người mẹ than khóc về vấn đề con cái của mình đối xử ngược đãi mình. Con dâu, con rể đều nghĩa là có những người hiếu thảo, nhưng mà ở bên cạnh đó có những người không biết quan tâm tới cha mẹ. Cho nên ngày hôm nay là ngày nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Và thay cho lời kết, tôi xin gửi đến tất cả những người con một bài thơ để nhắc nhở về bổn phận của mình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, hiếu thảo lễ phép thật là phúc thay. Ơn cha nghĩa mẹ cao dày, làm con phải nhớ đêm ngày đền ơn. Nếu gần phụng dưỡng cháo cơm,
Nếu xa thì nhớ gọi phone đều đều. Mỗi năm hạn chế chi tiêu, biếu cho mẹ chút tiền tiêu nhằm gì. Đừng nên tính toán chi ly với cha, với mẹ, với dì, với em. Mai này cha mẹ quy tiên, ta sẽ hối tiếc buồn phiền khóc than. Ngày hôm nay hãy mau làm cho cha cho mẹ an nhàn vui tươi. Cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho cha mẹ suốt đời an vui, cho con cái biết vâng lời, nói năng lễ phép, làm người hiền ngoan, ngôn hành thuần nhất đoan trang, gia đình êm ấm, họ hàng an vui.